có cả cái cano ngoài biển kia nữa, có cái cano nước. Nó chơi cả cano nước kia nữa em kìa. Cả cano ở ngoài kia nên để. Hả? Nước biển buổi sáng ngon lắm, mặn ngon lắm. Uống được mấy ngụm rồi sóng là đánh cho mới ngã chúi chụi đi rồi. Rồi sóng đánh cho một cái sau lưng giật hết cho mình. Đây, đứng đen chụp. Đi hẳn xuống cho quay nữa nè. Đây. Đây nha, đây cũng mọi người cũng đứng chụp ảnh đây. Đấy, mọi người cũng đứng chụp ảnh đây, rất là đẹp. Đây chủ yếu là khách du lịch. Giờ này xuống biển là chỉ có khách du lịch thôi. Còn và cái khu này tắm biển thì chỉ toàn là khách địa phương nhiều. Khách du lịch thì ở tắm ở trên đằng kia. Người Hải Phòng rất là kỳ lạ các bạn ạ. Biển không quay người, chỉ quay nước thôi. Quay nước thì nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cá à? Quay thì quay nước thì không quay người. Nước biển hôm nay không được trong lắm. Nước biển hôm nay không được trong lắm. Nhìn đây nào. Rồi đẹp.